con là con quỷ hợp đồng cũ. Chẳng có loại nào mà tao chê. Hoa đi muốn màu muốn vẻ, bố tao xưa đã bảo thế. Mỗi loài một nét đẹp riêng mà đó nào cũng là mình. Phải chép miệng just feel like a wet dream. Có những lúc anh vét em quay lại không được giải nam chính thì cũng bad fame. Có những lúc anh cố this is
xưa. Nói hình như đói đôi mắt đen nhìn nhưng mà không thấy đôi tai, nhưng mà lại không hiểu rằng những bước chân trên những con đường không đông liệu liệu sẽ đi về đâu, liệu sẽ đi về đâu, liệu sẽ đi về đâu. Chào mừng chưa anh? Ăn hết nửa gói. Hey, love you, yeah, yeah, yeah.
những hơi ấm nó đã đến từ cái tấm lòng, những đôi tai lắng nghe, những cái chạm nhẹ dưới làn da và cả những tiếng cười ngâm cỏ.
nó hợp beat. Xong hôm nay nghe em cảm giác beat nó không nào thì béo. Nhưng mà nó ổn không nào anh? Trông này, có mấy thằng khác thì trông chế. À, đang bị cầm cái luôn quên rồi. À, đợi, đợi. Alo, alo 1 2 3 4 5 6 đi mày, tại sao đéo ra? Alo. Rồi, loa riêng cho nó rõ. Yes. Nó vẫn ra loa này. Oh, yeah. Oh. Yeah. À, mic loa này à? Oh. Nó để đâu? Yeah.
bong 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 bột bập bên bay bồng bềnh bên bọc bong bọn bạn bụi bậm bỏ bờ bến bốn ba biết bốn bể đều bộn bề cả câu chuyện cứ chậm chậm cầm chừng cái ý tưởng chan chứa các cậu suy nghĩ đã chan chưa cuối cùng thì cái câu chuyện con củ cặc chẳng căn cứ chẳng có cửa chỉ cỏ cưa có con chó mà cắn chứ phun bê phun chè người mà đéo biết tiếp mà cái xe cũng lắc những cái bề đó có nhiều bài của anh em nghe không được, em nghe không tới, em không kiếm rõ nguồn để nghe được á. Giờ bây giờ đa số đã hết rồi, tiếp xúc của khác. Biết thay chứ đã bao nhiêu lần tôi giận dữ lấy cô ta với thanh sư đã vậy những mối quan hệ vỡ tan như để xanh xứ có nghĩa vô nghĩa hay là chỉ vậy hay là chỉ là vài câu thành ngữ thay đổi tắt vào mặn vì tao còn vô trí lấy cô ta giúp cân bằng mà lấy luôn cả chút ung si cần nghe có thể lấy cao cắt cái bầu không khí như quá ngốc cảm xúc tình người nhắm lúc cứ như một thứ năm phút thôi để mày lấy đi lấy khí tao vẫn còn chẳng thấy gì đấy là không phải trả lấy đi để có trả cho cuộc đời này để cuộc đời này lại trả cho ta những thứ mà mày lấy rồi cộng vào đấy có chơi cô lát và có mày và có ở đây những thứ mà chẳng thể nào mà thuộc về ai. Hiểu tao bảo bọn mày đeo có chi tưởng tượng rap còn như khách vang lai bố mới rap hơn 10 năm bọn mày một lũ lãng tai nhưng mà hay thích giảng giải tao lô cổ bản địa từ bóng đêm ra ánh sáng đeo lộ thân ninja là cái gì bản địa thổ dân từ bóng đêm ra ánh sáng đeo lộ thân ninja tao đưa mày một cái đi như thiên đà nói mày cũng đeo hiểu đâu cái mày thiếu là chiều sâu tao thì có rất nhiều flow Thằng bố mày thì
mà thằng mặt lồn đâu bùi lại. Mà chỉ thấy tao băng bởi những quần hai mà chẳng thấy trên chỗ cả phố đeo rảnh. Việc chúng mày còn quá nhiều điều có muốn hiểu và quá nhiều điều muốn làm nhưng quá nhiều lần gặp phiêu diêu chỉ có đường. Chứ vẫn game mày biết double rhyme nhưng vẫn tao mà vẫn chép tao biết sự à đâu mày biết mà tao lần đầu tiên nói chứ vẫn game mày biết double rhyme nhưng vẫn tao thì mày vẫn chép mà biết sự tao là nhân vật lịch sử không địch thủ tao biết chứ vẫn lịch sử nhưng mai thì tao địch thủ đưa rap trở về quê đạo tất cả theo lịch cũ mai đang trẻ con trở về nhà đúng xích đu am xích đu là phượng hoàng tao bất tử phiến loạn nên ai mất chết tử. Ta tự nhận là phận sự lời của ta thứ nhất là trận lừ thứ hai ta cầm mai nó như biểu tượng của thứ hai ta cầm mai nó như biểu tượng tử thần đang giận dữ xa phải chân trừ mày giang hồ những con thủ luôn dân sự mày sân chơi những đéo có sân chơi bị bóng mẽ lại bỏ ra bất cần đời lên tiếng cái máu lộn khi những nơi mà tao đi thì mày còn chưa đặt chân tới. Chân sao mãi biết đường nào có đích đó câu chuyện nào có kết mà ngắt lắm người nhiều chó chết tình người đi như một nơi chó ăn đá gà sỏi đúng tập như những kiến cắn voi chúa cũng trên con mẹ rồi đéo hôm qua đông linh thì thấy có điều gì đó sẽ sai với cả thế giới họ không làm những thứ mà ai cũng làm dù ai cũng biết là thối nát trước là đá lạnh đúng lá rách giờ chỉ còn nắng gió sa mạc che đôi cát phật à phật mà nhìn thế giới này chắc tự kỷ cũng biết làm cách lô nào để tu vi với những kẻ mông nam mô nhưng ăn nói thì ham hồ mày mới là kẻ yếu đuối mày mới là kẻ khuất phục trước cam dỗ không em. Ta
đời mà. Không lý cái cuộc chiến. Tao la vào 90 ông bị đau 900 đồng.
sao sao có 9.000 đi đạo, 90.000 quốc MC mà cảm giác như vẫn chưa đủ. Cho 90.000 lần fan, cho 900.000 lần fan, đã vừa ngu lại vừa đủ. 999.999 thang thì mỗi thang học một kiểu, ta là một trong một triệu bơi bê. Nhiều điều đã hiểu sai. Nhiều điều khi hiểu ra như kiểu là chiếu bài từ lắng tập mà hóa ra là nhiều tài. Đời bị như liêu trai công bằng đèo điêu ra lên phương mà khiếu nại bất công khắp nơi nơi có muốn phiền đủ loại. Biến động trong đời thì đem đi cái củ khoai. Và thời gian tao phải trả là con đường xa dưới vấp chân để mồm tao lại bập gần. Đi từ cách chống đối trước để một con học chấp nhận lại. Lại còn kiêu mà lúc hiểu thì cũng chẳng hiểu là cái kiểu gì. Người lại cần thích chơi hơn con lại. Lại có những lúc buồn nhiều hơn giận thì ok, cuộc đời này là đầy ải để bàn tay trái lại rửa bàn tay phải coi như hoa. Yeah, coi như hoa. Có một sự khác biệt, sự khác biệt. Đi con đường mình đi và đi con đường mình biết. Có một sự khác biệt, nó nằm ở trong cái tình tiết. Chúng máy nó mang phát địa viên. Có một sự nghĩ là lý mà có lẽ một viên là khác rồi. Nếu không có lý sai là có những con người dân gian của tôi. Mất một vài miền bạn, cũng được gặp một vài miền bạn mới. Có những cái tình trạng của gì đó. Chứ không có cả đâu đã vượt cạn lên. Bao nhiêu năm để tạo một hàng cách. Bao nhiêu năm để tạo một hàng chán đời. Bao nhiêu năm để nó như vừa trở lại một sao ta cũng chờ mãi. Bao nhiêu thứ đã cản chân bằng hoa màu đã che đi cái bản chất. Có thứ biết mà vẫn chưa hiểu, hiểu mà vẫn còn chưa ngẫm, ngẫm mà vẫn còn chưa nghiệm. Còn non mà xanh như dừa xiêm không ấy. Bê bê. Không bao giờ chết đâu, cứ lấy tao làm dẫn chứng. Tao là cơn gió và hàng cây, tao là cơn nắng chiều tà nhúng vàng mây. Tao là con đường nhỏ một quanh co, bước dài và bước lâu mà bước mãi chẳng đến đâu. Tao chính là cái giây phút chia ly mãi nghẹn ngào, chẳng nên câu để con đường xưa chia hai ngày. Rồi sự bình yên khi nhận ra là chẳng có ai sai cả, vì mọi ân thù được xuất phát từ tình yêu. Ta để lúc trầm cảm lúc tự kiêu, đời tao như mớ bong bong đầy mâu thuẫn muốn thức tỉnh. Nhưng phê nghe luôn từ đầu tuần đến đầu tuần, bước chân đầy phân vân chạy trong vòng luẩn quẩn. Cứ ngã đi và nghĩ đến ta, khi mệt mỏi muốn dừng lại nghĩ đến ta. Khi em mà muốn dừng lại rồi lại đừng ngã lại đi, bỏ lại định kiến đâu dạng ra. Cứ ngã đi và nghĩ đến ta, vì mọi con đường đều dẫn đến ánh sáng. Vì mọi con đường đều dẫn đến ánh sáng. Yeah. Nếu ta chỉ là cục cất, chỉ là cục cất trong bồn cầu. Và nếu lồn mẹ mày nó lớn thì lồn như là cái lồn trâu. Mày hôn nhau. Trái đêm một tận đến ngày dài, đấy là cà phê đáng bình yên, kia là sóng ngầm hay bể lặng.
chỉ kết thúc với chăng là khởi điểm mới. Giờ đang ở nơi đâu rồi kỷ niệm mới. Bạn bè cũng xa rời nhưng chẳng bao giờ quên những nơi mình đã tới, dù chẳng biết sẽ về đâu. Nhưng thiếu bạn bè trong đời thì không ai là hoàn thiện. Chỉ khi mình chết linh hồn bay lên mới nhìn toàn diện, nhưng ai mà biết đâu. Và liệu có kiếp sau, ai mà biết được. Liệu đời sức có UFO, ai mà biết có con chữ nào trong khu phố, ai mà biết thằng nào sức phản ta, và ai mà biết thằng nào là bản sao. Tóc rong khôn nhưng chán, cao sự thông minh mà khôn lỏi nhưng chán ngắn. Tầm nhìn đã qua vành đĩa, đánh giá tờ báo qua tranh bìa. Ai mà biết có khi tao bang bịa, hoặc có khi mày đôi giết sức thăng vào lúc tao đang ỉa. Ai mà biết được khó lắm, đời gầm cây chung gai lắm. Đời cầm cây chung gai nhiều gió lâm rộng và chó lãng. Đất thế còn không có đích và đời ăn ra là cả đời. Bố ai tìm được câu trả lời khi câu hỏi luôn thay đổi. Và bố ai biết tại sao hạnh phúc thấy ta lại chạy vội. Bố ai mà biết được. Ai mà biết được, ai mà biết được đâu phải là tiên tri mà biết trước. Khi câu chuyện trôi qua mới khôn ra. Câu chuyện qua mới khôn ra, qua mới khôn ra. Ai mà biết được, ai mà biết được đâu phải là tiên tri mà biết trước. Khi câu chuyện trôi qua mới khôn ra. Câu chuyện qua mới khôn ra, qua mới khôn ra. Đêm hôm trước tao hỏi tại sao chẳng vàng sang vàng vàng, mà sao có lúc chẳng cười, có lúc chẳng khóc, người cười căng căng. Mà sao có lúc chẳng tròn, có lúc chẳng xiết, người cười căng căng. Vì sao mới đến với trang rồi lại trôi đi lặng lặng, và sao những lúc tương tư thì đêm dài lại, và sao những lúc tương tư thì đêm dài lại càng đăng đẳng. Lại như bác nói chẳng là vào cửa sổ mà đòi thơ. Muốn mở cửa sổ đó chẳng nhìn giống tố kia là khói sợ. Nhưng ai mà biết được chẳng có hiểu. Ai mà biết được đâu phải là tiên tri mà biết trước. Thì câu chuyện chưa qua mới khôn ra. Qua mới khôn ra. Qua mới khôn ra. Ai mà biết được. Ai mà biết được đâu phải là tiên tri mà biết trước. Thì câu chuyện chưa qua mới khôn ra. Câu chuyện qua mới khôn ra. Qua mới khôn ra. Qua mới khôn ra. Nhưng có những việc trôi qua chẳng khôn ra. Ai mà biết mây đen kéo đến khi nào sau cơn nắng vàng rộn rã. Anh em đấy, anh phải làm biết rồi. Mọi người phi tay thôi. Phi tay thì chơi thì chơi. Ủa hứng đi. Biết đâu. Về quá. An Chị Vương lựa chọn tin cậy cho người. Bắt cá ấy à? Em. Bắt cá trộm ấy à? An Chị Vương. Anh à, cái này có tải sao còn lại không ạ? Ờ, hình như có. Có. Đâu không? Em thì cũng có kiểu em chơi em theo đuổi thôi. Chơi freestyle old school em kém lắm. Old school thì em kém lắm. Chơi đi tìm sao thôi.